Theo phương án Quốc hội thống nhất, thay vì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nhiều chính sách quan trọng của luật kinh doanh bất động sản năm 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Theo đó, quy định xếp phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã có thể có hiệu lực sớm hơn dự kiến. Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Housing cho biết, thị trường đất nền sẽ có nhiều biến động về giá trong thời gian tới. Hạn chế cái việc phân lô bán nền đối với các cái đô thị từ loại 3 trở lên, thì cái điểm này đâu đó là nó thắt chặt lại cái việc là phân lô bán nền trong thời gian tới. Đấy. Thì cái tín hiệu mà sốt nóng của cái thị trường đất nền diễn ra trong giai đoạn vừa qua đâu đó nó bị tác động bởi cái yếu tố này. Khi mà mọi người đang hình dung là khi cái luật có hiệu lực thì tức là các sản phẩm phân lô bán nền nó sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Thì tóm gọn lại nó là cái gì? Tức là khi mà cái nguồn cung cái sản phẩm đất nền nó sẽ bị hạn chế trong thời gian tới, và cái nguồn cầu đối với sản phẩm này thì vẫn đang có và đang có tương đối là cao, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là cái giá của sản phẩm này nó bị tăng lên. Tuy nhiên thì nó chỉ tăng ở một số những cái khu vực mà đấy, cái hạ tầng, cái quy hoạch nó có thông tin, chứ không phải là tăng ở hầu hết các bộ phận, các cái vị trí. Ông Trần Minh Tiến cho biết thêm, để tránh rủi ro khi đầu tư đất nền trong thời gian tới, nhà đầu tư cần có chiến lược bài bản và suy xét đến nhiều yếu tố. Khi mà mình xác định đầu tư một sản phẩm bất động sản thì cái yếu tố vị trí là yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến cái việc là tiềm năng tăng giá cũng như là cái tính thanh khoản của cái sản phẩm đấy trong tương lai. Cái thứ hai nữa thì là bao giờ nó cũng sẽ đi theo cái phần về quy hoạch và hạ tầng tại các cái bất động sản đấy, quanh khu vực bất động sản đấy. Tại vì là hạ tầng và quy hoạch là hai cái yếu tố mà nó sẽ ảnh hưởng đến giá trị của bất động sản trong thời gian tới. Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3, và trừ trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của luật đất đai. Đối với các khu vực còn lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để xác định các khu vực chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.